Xin chào quý thầy cô, tôi có nhận được câu hỏi từ một số trưởng đơn vị, đó là bây giờ cái tình hình dịch nó đang diễn ra như thế này, chắc là cũng phải 4 5 tuần nữa, sớm nhất 4 5 tuần nữa thì chúng ta mới có thể quay trở lại trường hoạt động bình thường. Và hiện nay có khá là nhiều các cái workshop này, các cái event của khoa đã lên kế hoạch mà không tổ chức được, thì có cách nào mà tổ chức trực tuyến được không? Thì câu trả lời của tôi là rất được, rất dễ làm hơn cái workshop và webinar tại chỗ nhiều. Nếu mà cần tham khảo kinh nghiệm thì các thầy cô có thể vào cái website của khoa ngoại ngữ và các thầy cô tìm đến cái loạt webinar mà năm ngoái khoa này có tổ chức, và cứ mỗi một cái webinar xong đấy thì đều có được record lại và đưa lên cái bản tin ở trên đây. Đấy, thì đây chính là cái landing page của một số webinar mà khoa ngoại ngữ năm ngoái có làm. Đấy, thì đây là mô hình mà các thầy cô có thể học học xem tham khảo trong cái tình hình mùa dịch hiện nay. Làm cái này nó đỡ tốn, nó dễ thực hiện và nó cho chúng ta data để làm email marketing rất là tốt. Đấy, như cái trang landing page này, các thầy cô thấy là khi người dùng á, người ta bấm vào cái chỗ này người ta sẽ được dẫn vào cái server conference hoasen.edu.vn và nhập tên vào là dự cái event, hoặc người ta có thể bấm vào cái đường link conference room này, nó cũng dẫn vào cái phòng họp như thế. Hiện nay thì cái phòng họp này chúng tôi đã xóa rồi, bởi vì nó đã từ năm ngoái. Thế thì cách chúng ta tổ chức thực hiện như sau. Thứ nhất đấy, đó là tôi xin mời các thầy cô trưởng đơn vị nha, chỉ có trưởng đơn vị mới được tạo phòng họp ở trên cái server conference của trường. Lý do đó là server này tuy là nó rất là mạnh, đây là server gọi là mạnh nhất của trường ta hiện nay, thì nó cũng không thể nào mà chịu được nếu như mà các cái lớp học tổ chức trên này quá nhiều. Chính vì vậy chúng tôi dành riêng cái server này cho việc họp với đối tác trong trường, ngoài trường, các cuộc họp nội bộ vân vân. Khi các thầy cô tổ chức webinar thì cũng có thể sử dụng cái server này để tổ chức. Đấy, thế thì bây giờ điều đầu tiên ấy là các trưởng đơn vị, các thầy cô bấm vào đăng ký, các thầy cô nhập đúng tên của mình, và tôi sẽ là người duyệt cái đăng ký này. Các thầy cô chỉ việc nhập cái email của mình. Đúng cái email hoa sen của mình nè, rồi mật khẩu thì tùy các thầy cô đặt. Thì sau khi đăng ký xong thì tôi sẽ chờ để duyệt, còn nếu mà muốn sớm các thầy cô có thể nhắn tin báo cho tôi để tôi duyệt cái tài khoản. Đấy, thì đây, khi mà tôi vào trong cái hệ thống để mà duyệt account cho các thầy các cô đấy, thì đây này, ví dụ như cái tài khoản này vừa mới đăng ký thì lúc đấy tôi chỉ cần bấm là approve. Đấy, thì khi mà tôi bấm approve xong là các thầy các cô sẽ có cái quyền để tạo phòng họp y như tôi đang thấy ở trên màn hình hiện nay. Tôi cũng lưu ý thêm đó là riêng đối với server conference của trường, thì để phục vụ cái nhu cầu hội họp thì chúng tôi sẽ bật cái tính năng record các cái buổi họp lại để các thầy cô sử dụng. Chỉ có server này mới record được, còn các cái server mà phục vụ cho chuyện giảng dạy bình thường thì chúng tôi không thể bật cái tính năng record đó lên, bởi vì các thầy cô biết đó là cái dung lượng lưu trữ cho mỗi một cái buổi record nó rất là lớn, cho nên là nếu như cả trường mà sử dụng dịch vụ này thì chắc chỉ 2 3 ngày là ổ cứng của các server nó đầy ngay rồi. Thế thì khi mà các thầy cô tạo phòng họp xong, thôi rồi, tôi cứ làm đúng cái tài khoản mà tôi vừa mới đăng ký đấy. Lúc nãy tôi đăng ký là cái Nguyễn Ngọc Vũ thì phải. Ủa, không biết lúc nãy tôi có approve à, có approve rồi. Rồi, sau khi mà đăng nhập vào trong hệ thống, các thầy cô nhớ là tạo pass, như các thầy cô nhớ pass nhé. Rồi, các thầy cô click vào là tạo phòng họp. Đấy, các thầy cô có thể nhập tên phòng họp, ví dụ như là khoa tài chính ngân hàng.
Rồi ở đây đó, nếu như bình thường mà tôi hay tổ chức họp thì tôi không có yêu cầu người họp là phải nhập pass giống như là Zoom hay là các cái dịch vụ khác cho nó tiện thôi. Còn giả sử như các thầy cô thấy là các thầy cô muốn là bắt người ta phải nhập pass thì các thầy cô bấm vào đây này, là thì lúc đấy nó sẽ tạo cái pass và lúc đấy ai mà muốn dự họp là phải nhập cái pass này vào. Rồi tôi khuyên các thầy cô nên thiết lập cái setting là tắt tiếng người dùng khi tham gia, bởi vì khi mà người ta mới tham gia vào mà người ta lỡ người ta bật cái mic lên đó, thì nó sẽ gây tiếng vang echo trong phòng. Thì cứ ai vào một cái là chúng ta mặc định là chúng ta tắt cái mic của họ, rồi sau đó dần dần họ mở lên, như vậy nó sẽ đỡ cái tiếng nhiễu ở cái lúc đầu buổi họp. Bình thường thì tôi không có thêm cái tính, tôi không bật cái tính năng này. Nếu mà bật cái này ấy, là con bất kỳ ai vào ấy, là các thầy cô cũng phải ngồi đó, các thầy cô bấm nút là cho phép người ta mới được vào phòng họp. Cái tính năng này thì tôi hay sử dụng là tôi hay bật lên, tức là cho phép bất kỳ người nào đấy có thể là start cái phòng họp, để nếu như mà các thầy cô là cái người tạo phòng họp nhưng mà lỡ như các thầy cô vào hơi trễ một chút thì cái người vào đầu tiên ấy, là người ta vẫn có thể sạc được. Còn nếu mà các thầy cô mà để chế độ mà tắt như thế này này, có nghĩa là các thầy cô phải vào phòng họp rồi thì mọi người mới vào được. Đấy, cái hệ thống của trường chúng ta nó có rất nhiều cái tùy chọn linh hoạt như thế này. Đấy, thì ở đây này tôi bật lên như thế này, và cái ở dưới này này, các thầy cô nói chung khi mà tổ chức hội thảo webinar tuyệt đối chúng ta đừng dùng, bởi vì khi các thầy cô bật cái allow user join as moderator này lên, tức có nghĩa là gì, ai cũng có quyền admin của cái phòng họp hết. Và chuyện này đã xảy ra như thế này này, tôi bật cái chế độ này lên xong cái vô tình có một người nào đó họ ngứa ngáy, họ nghịch, họ bấm vào cái nút là kết thúc buổi họp một cái là tất cả mọi người đều văng ra khỏi cuộc họp hết. Đấy. Tuy nhiên á, thì cái tình huống mà các thầy cô họp 4 5 người rồi các thầy cô muốn là ai cũng có thể thoải mái sử dụng cái quyền share màn hình, không có cần phải chính các thầy các cô là cái người tạo phòng họp cho họ quyền presenter họ mới chia sẻ được, thì các thầy cô có thể bật cái chế độ này lên. Nhưng mà tóm lại là khi họp đông người, 10 người, 20 người, hay là họp với những cái người mà mới sử dụng hay không có quen sử dụng hệ thống á, các thầy cô đừng có bật cái chế độ này. Đấy. Nói tóm lại đó là gì? Bình thường ấy là tôi không có giữ sử dụng code, chỉ cho họ cái đường link. Còn sau này các thầy cô sợ thì các thầy cô xóa đi, các thầy cô tạo phòng mới, vậy là cũng cũng cái phòng mình không dùng thường xuyên đấy, thì người lạ người ta cũng không có vào đâu. Rồi tắt tiếng người dùng khi mới tham gia, rồi allow any user to start meeting, rồi bấm vào tạo phòng. Thì lúc này các thầy cô thấy tôi đã tạo được cái phòng khoa tài chính ngân hàng đấy. Thế thì bây giờ đấy, cái đường link này đấy, các thầy cô nhớ tên của nó đây, và các thầy cô bấm vào sao chép đường link, và bây giờ là gửi cho tất cả mọi người. Hiện nay thì là cái chế độ họp là không cần pass. Rồi khi tôi bấm vào bắt đầu là các thầy cô thấy nó sẽ vào phòng học ngay. Đúng nào, tới đây thì các thầy cô cũng đã quen cái cách xử lý rồi. Đấy, và khi sử dụng cái dịch vụ họp của trường Đại học Hoa Sen thì các thầy cô thấy chúng ta rất lợi ở cái chỗ là tên miền của phòng họp này. Đấy, rồi mọi thứ branding nó là của trường Đại học Hoa Sen. Đối tác người ta cũng thấy cái năng lực công nghệ thông tin của trường mình, chứ không đến nỗi là mình cứ chỉ có sử dụng Google Meet. Rồi nếu như các thầy cô nào mới gia nhập trường Đại học Sen trong thời gian chừng 6 tháng trở lại đây, thì chắc là các thầy cô cũng mới lần đầu tiên sử dụng hệ thống này. Tôi mong các thầy cô gọi là thực hành thường xuyên để cái việc học hành ở trong đơn vị của mình nó không có bị gián đoạn, và đồng thời là nó tăng cái tính màu cờ sắc áo của trường Đại học Hoa Sen mà chúng ta đang kêu gọi. Khi cần hỗ trợ gì thêm, các thầy cô có thể liên hệ với phòng công nghệ thông tin. Xin cảm ơn các thầy các cô.